Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với VK Stock đầu tư tự do. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn là một số mã cổ phiếu mà các bạn có thể đánh tan tha hoặc là đánh swing trong tuần sau hoặc trong tháng sau nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ xem qua một số mã blue chip để xem xu hướng của các cái mã blue chip này để các bạn có thể theo dõi hoặc các bạn có thể thêm hàng vào các bạn đầu tư nhé, mua hàng vào đầu tư nhé. Đấy. Đầu tiên là Samsung, đúng chưa ạ? Samsung thì sau khi trả cổ tức xong á thì nó bị điều chỉnh một chút, thì nó cũng đang test lại gì ạ? Đáy một tí nhá, nó test lại xu hướng, được chưa ạ? SK Hynix cũng vậy ạ, cũng đang test lại xu hướng. Rồi, Kakao thì vẫn đang trong xu hướng tăng, được chưa ạ? Điều chỉnh lại về vùng MA20, mình nghĩ nó sẽ lình xình khoảng này nhá. Đi sâu vào khoảng này nữa mới lên được, được chưa ạ? Never cũng vậy ạ. Never cũng đang điều chỉnh lại một chút rồi sau đi tiếp nhá. Rồi, Samsung Trân Châu sau khi trả cổ tức xong thì cũng xuống. NGHH này, NGHH đang trong quá trình tích lũy đi ngang này. Tích lũy đi ngang rồi vượt được mây cái nó bay nhá. Đang trong quá trình là tích lũy tạo xu hướng tăng. Rồi. Hiên Techa vẫn đang trong xu hướng tăng nhá. Đây, trả cổ tức xong thì nó giảm xuống này. Kia đúng không ạ? Kia vẫn đang trong xu hướng tăng nhá. Bạn nào có thì cứ giữ. Đấy. Centurion cũng đang trong quá trình tạo lại gì ạ? Tạo lại gì ạ? Xu hướng vẫn chưa có xu hướng rõ ràng là Centurion chế tác vẫn đang trong xu hướng tăng nha, đã tạo xu hướng thành công ở vùng này. Ở vùng 135 135.000 rồi sau đó thì tăng được cái này đang trong xu hướng tăng nha. Centurion Hensel này cũng đang tạo lại xu hướng nha. Samsung SDI cũng đã tạo thành công xu hướng và đang trong xu hướng tăng. Đây mình bảo các bạn từ thời điểm này đúng không? Đấy các bạn thời điểm này bạn nào mua vào thời điểm này thì bạn có lãi đấy. Đây. Botco đang tạo lại xu hướng nha. Sau khi chưa cổ tức xong thì nó bị giảm. Hiên Te Mobis cũng đang trong quá trình tạo lại gì ạ? Đang trong quá trình tăng rồi nhưng có xu hướng rồi nhưng mà do trả cổ tức xong thì nó lại bị đánh xuống. SK Innovation vẫn đang trong quá trình tích lũy nha. Đấy, đấy các bạn cứ giữ thôi, ai có cứ giữ. NG Chân Cha đã tạo xu hướng thành công rồi. Đấy. Bạn nào cũng thích yêu thích mã này cũng có thể vào hàng giữ hàng được nha. Cái mã mấy cái mã blue chip này thì cơ bản tốt, vấn đề các bạn có giữ được hay không thôi nha. Samsung Munsan thì hỏng rồi, đang trong xu hướng xuống. Rồi, KB Kim Dung lại bị đánh xuống này, đây. Ở đây có một điểm hỗ trợ, nếu mà giữ được cái điểm này tuần sau mà tăng lên thì bắt đầu tạo xu hướng đẹp, mà không giữ được thì xuống nha. Shinhan Chi Chu cũng vậy ạ, à. Đấy. Đang bị điều chỉnh lại sau khi chưa cổ tức xong. Ở đây có một khoảng nữa mà không trụ được ấy. Khoảng 38,9 em không trụ được thì sẽ xuống, còn không sẽ lên nha, bắt đầu tạo xu hướng nha. SK đang tạo xu hướng nha, thành công nha. Vẫn trong quá trình đẹp tích lũy đi ngang. Đấy. Bạn nào yêu thích mã này cũng có thể gom hàng vào nha, bè tang xong này. Đấy. NG LG này, LG đang trong quá trình tích lũy tạo xu hướng. Cái này từ từ hắn vào hàng giữ nha. Rồi, gì ạ? Samsung Sengmen cũng đang mất xu hướng rồi, đang trong quá trình xuống. Cái này thôi từ từ hắn vào hàng. Theo dõi thêm. Hàn Quốc Chơn Liếc vẫn chưa tạo xu hướng thành công, đang có xu hướng đi xuống. Rồi, mình nghĩ nó sẽ đình xình khoảng này nữa, một thời gian dài nữa bắt đầu lên được. Rồi đấy là những mã blue chip, thì bạn nào có hàng các mã blue chip thì các bạn cứ giữ nha. Thì trước khi vào phần giới thiệu cho các bạn một số mã trong tuần sau để đánh swing hay đánh tan tha hay đánh cập tương chu ấy, thì các bạn trong nhóm của mình các bạn yêu cầu mình là gì ạ, hướng dẫn các bạn gì ạ, đánh theo chu C này. Bây giờ các bạn chưa biết đánh theo chu C là gì đúng chưa ạ, thì mình cũng nói qua về cái phương pháp đánh chu C của mình nha. Này, phương đánh chu C của mình sẽ nói qua một chút được chưa? Này. Cho bạn biết cái phương pháp đánh chu C là gì được chưa? Rồi, đây là chu C thì trong một cái xu hướng này, trong một xu hướng giảm và tăng đúng không? Trong một cái xu hướng này giảm và tăng này. Đi ngang đúng không? Đây là một cái xu hướng giảm, một giảm tăng đúng chưa? Trong một cái xu hướng giảm này và đi ngang này và tăng đúng chưa? Đấy. Thì trong cái xu hướng giảm ấy thì giá cổ phiếu nó sẽ đi như này, nó cứ đi như này được chưa, đi như này và sau đó nó sẽ tích lũy đi ngang như này, đi ngang như này được chưa. Đấy, trong quá trình tích lũy đi ngang, cái thời điểm mà các bạn gom hàng là thời điểm nào ạ? Đây là cái thời điểm này là các bạn gom hàng nhá.
Và cái đường ở giữa đây này, cái đường ở giữa này là cái đường đi xuống, đi ngang và đi lên như này, là đường MB20 nhá, đường MB20, các bạn nhớ chưa ạ? Bạn nào chưa biết MB20 ấy, thì trong video của mình ấy, kênh BK Stock đầu tư tự do ấy, thì mình cũng đã hướng dẫn rất nhiều rồi. Các chỉ báo, hầu như các chỉ báo nào mình cũng hướng dẫn cài đặt các chỉ báo như có MA20 nhé, thì các bạn sẽ biết được cái cách cài đặt nhá. Đấy. Đấy, quá trình này là các bạn có thể gom hàng như này. Đấy. Đấy, mình chỉ mua hàng vào khi nào? Chỉ mua hàng vào khi nó tích lũy đi ngang và bắt đầu MA20 đi ngang này và MA20 hướng lên, được chưa? Đấy. MA20 hướng lên nhá. Mình chỉ mua hàng khi lúc như vậy thôi, được chưa? Rồi. Đấy. Rồi khi mua hàng ở đây rồi nó sẽ lên tiếp này, chu C bắt đầu lên này, MA20 hướng lên thì đồng thời giá nó cũng lên đúng không ạ? Giá nó sẽ lên, nó sẽ đánh xuống, nó quay trở lại chạm MA20. Chạm MA20 thì các bạn đánh theo chu C thì các bạn sử dụng gì ạ? Các bạn sẽ sử dụng gì ạ? Chỉ báo CCI hoặc là các bạn sử dụng chỉ báo stock tick slow nhá. Đấy, mình có video hướng dẫn các bạn rồi thì các bạn có thể vào đây các bạn là theo các bạn vào trang VKstock đầu tư của mình thì các bạn xem các chỉ báo đó thì các bạn học cái phương pháp là mua tại CCI hoặc là Stock Tick Snow nhá. Đấy. Ở đây là chạm MA20 và sẽ tiếp theo nó sẽ đi lên tiếp nhá. Đấy. Chạm MA20 hoặc xuống một tí, đấy, xuống một tí sau nó sẽ đi lên tiếp. Đấy. Rồi quay trở lại MA20 nhá. Đấy. Thì cái thời điểm các bạn vào hàng là thời điểm để thứ nhất là thời điểm nó tích lũy, nó chuẩn bị đi lên đây này, là thời điểm thứ nhất nhá. Đấy, thời điểm thứ hai là gì ạ? Nó đi lên xong rồi, xong một sóng đi lên rồi quay trở lại gặp MA20 và đi lên thêm nữa là quay trở lại gặp MA20. Đấy, MA20. Nếu quay trở lại gặp MA20 các bạn vào lần 1 đấy ạ. Vào lần 1 đây, chuẩn bị gặp MA20 các bạn mua vào. Mà nó xuống nữa, được chưa ạ? Nó xuống nữa thì nó xuống thì các bạn cài đặt thêm cái phần gì ạ? À, một cái chỉ báo nữa là gì ạ? Cái chỉ báo là envelope này. Đây, chỉ báo envelope đây này. Đấy, cài đặt thêm cái chỉ báo envelope nữa. Đấy. Mình có video hướng dẫn về chỉ báo envelope rồi, nó xuống nó chạm envelope rồi sau đó xuống đây là chạm envelope nhá, cái đường xanh ở dưới đường envelope này, đấy, này chạm envelope sau đó sẽ quay lên phần điểm khi nó chạm envelope ấy, thì các bạn mua lần thứ hai được chưa đấy và sau đó nó sẽ tăng lên được chưa đấy. Bởi vì khi trong quá trình một xu hướng tăng như này thì nó sẽ có cái gì ạ, các bạn học cái video về sóng Elliott của mình nhá. Đấy, Elliott, học video về sóng Elliott của mình sẽ có ba ba đỉnh này, này sẽ có ba đỉnh này, này sóng Elliott sẽ yêu cầu gì ạ? Cái đỉnh tiếp theo phải cao hơn đỉnh thứ nhất về cái đáy tiếp theo ấy, cao hơn đáy thứ nhất là cứ như vậy được chưa? Thì bắt đầu nó mới tạo thành khi tạo thành ba đỉnh sóng như này thì nó sẽ kết thúc một cái chu kỳ ngắn hạn, gọi là kết thúc cái chu kỳ ngắn hạn, nó sẽ đình trình đi ngang và đi tiếp hoặc là nó sẽ điều chỉnh xuống 2 tháng hoặc 3 tháng 6 tháng thì nó mới lên tiếp được đấy ạ. Thì đánh ra chu C là để các bạn nhớ là trong các bạn tìm các mã trong quá trình nó đi xuống và điều chỉnh này từ 2 tháng 3 tháng 6 tháng thậm chí là 1 năm nhá, thậm chí là 1 năm hoặc 2 năm nó tích lũy đi ngang đấy, thì trong quá trình nó đi ngang như này đấy, trong quá trình nó đi ngang và bắt đầu nó có xu hướng MA20 đi ngang này và bắt đầu có xu hướng đi lên như này thì các bạn mua hàng vào, được chưa? Các bạn mua hàng vào thì đây chính là gì ạ? Đây chính là cái chu C nha, đánh là chu C, được chưa? Các bạn hiểu chưa? Đấy. Một số bạn đến thời điểm này vẫn chưa biết cái cách đánh chu C của mình như nào, được chưa? CCI thì mua ở các thời điểm là nó điều chỉnh lại này, đấy, điều chỉnh lại gần vùng 20 các bạn mua, được chưa? Stock tick cũng vậy nhé. Đấy. CCI với stock tick slow hầu như là giống nhau, được chưa? Rồi, đấy là cái phương pháp sử dụng gì ạ? Sử dụng đánh theo chu C của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào các cái mã và mình cũng kẻ luôn chu C cho các bạn biết nhé. Thì trong tuần sau thì các bạn lưu ý một số, trong tuần trước đúng không ạ? Có một số mã mình cũng bảo các bạn là đánh theo chu C thì các bạn theo dõi thì có một số mã cũng tăng như gì ạ? Mã cacao, đấy, đúng không ạ? Mã cacao games, đấy. Thời điểm này mà các bạn nào mua vào đánh về vùng 20 này, MA20 các bạn thấy không? Các bạn thấy không? MA20 đi ngang này, đúng nhá. MA20 đi ngang hướng lên đúng chưa? Thì đồng thời cái đường giá lên và chạm lại MA20, sau đó bật lên đúng nhá. Bật lên và sau đó có một cây rất là cao. Bạn nào mua từ thời điểm này ấy, thì các bạn có ăn được 30% đúng chưa? Đấy, trong 1 2 tuần là các bạn 30% đánh rất là ngon lành rồi. Các bạn đánh ra chút thêm nên nhớ giúp mình là gì ạ? Đánh chu C là dành cho các bạn mới chơi nhé, các bạn mới chơi và đánh một cách an toàn. Đa phần các bạn mới chơi là thích đu đỉnh, cứ thấy nó tăng lên này, này muốn vào này, mua 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 tầm này này, mua tầm này là đa phần là đu đỉnh thôi nhá. Đấy,
Nếu con này tốt thì ngày mai nó sẽ lên nữa, được chưa? Trong chứng khoán thì không nói trước được điều gì cả, mình cũng không biết được trước nó có tăng hay không, được chưa? Nếu mình biết được trước ấy, thì mình đã giàu rồi, được chưa? Đấy, mình không biết được trước đấy, thì mình chỉ vào theo cái phương pháp của mình là đánh theo xu, là chúng ta bắt đầu tạo một cái xu hướng tăng để chúng ta vào, là chúng ta đánh rất là an toàn, được chưa? Chúng ta không sợ bị sập vỡ mặt, là chúng ta không chỉ sợ bị sập gì ạ, sập là chúng ta bị âm 23% thì chúng ta mới vào như này. Nếu các bạn vào thời điểm này thì nó tụt xuống đây là chuyện bình thường, đúng chưa? Như con biết san chẳng hạn, đúng không? Như biết san đúng không? Như biết san đúng không ạ? Biết san thì mình bảo các bạn gom hàng từ thời điểm này, đúng chưa? Đây, từ thời điểm này. Đây. Đấy. Hôm nay mình chốt ở 22% nha các bạn nha. Chốt 22% đấy, ở khu vực này. Là chốt ở thời điểm này. Đủ tiêu chuẩn của mình thôi. Đáng lẽ mình thì chỉ cần 15% đến khoảng này là mình chốt rồi, nhưng mà không ngờ buổi sáng ra nó tăng mạnh quá, sức mua mạnh quá nó tăng lên. Đấy. Là mình chốt ở điểm này. Đấy. Là chúng ta mua từ thời điểm này, đấy chứ? Mua từ thời điểm này, đấy chứ? Nhưng một số bạn thì sao ạ? Một số bạn lại thích khi mà nó tăng mạnh như này, buổi sáng nó tăng mạnh đúng không? Tăng mạnh như này thì các bạn lại mua vào thời điểm này. Đấy, mua xong nó xuống các bạn thấy, các bạn âm luôn 20 25% rồi, đúng không ạ? Đấy, các bạn âm luôn 15 15 20%. Đấy. Hai bị đu đỉnh ở như vậy nhá. Đấy, chúng ta luôn phải mua ở thời điểm đấy ạ. Đây, MB20 đi ngang này, các bạn thấy không? MB20 đi ngang. Bắt đầu có xu hướng lên là các bạn để mua vào. Đấy. Đấy, bạn luôn phải nhớ như vậy nhá. Rồi, tiếp theo là diện mã Hàn Quốc Trung Hạp Kisun, đúng chưa? Thời điểm này mình bảo các bạn mua đúng không ạ? Tại sao thời điểm này bảo các bạn gom hàng? Thời điểm này các bạn thấy nhá, các bạn để ý này, rõ ràng nó xuất hiện cái nến màu xanh đúng chưa? Nhưng cái khối lượng ở dưới ấy, nó lại đỏ, đấy, khối lượng ở dưới nó đỏ, khối lượng ở dưới nó đỏ này chứng tỏ là gì ạ? Người thoát hàng ở trên đây chỉ là gì ạ? Là những nhà đầu tư cá nhân, người ta gom hàng ở đây lâu quá, đấy, người ta không chờ được đúng chưa? Khi mà tay to vào hàng gom hàng đẩy giá lên thì họ bán ra thôi đúng chưa? Tay to vào hàng này đúng chưa? Đây này, tay to vàng này, đây là chốt nãy bắt đầu màu xanh này, là C điếc, là C điếc gọi là tay to bắt đầu ra hàng rồi nhá. Đấy, đây các bạn thời điểm này là các bạn ok rồi đấy, các bạn kiếm được 34% trong vòng 2 tuần đúng chưa? Đấy, và tiếp theo là mã gì, to be đúng không, mấy mã này trong tuần vừa rồi có rất là nhiều mã tăng nha các bạn nha. Đây, cái mã P trừ lotion này, P trừ lotion này, tuần trước thì mình bảo các bạn từ thời điểm này đúng không? Từ thời điểm này đúng không? Các bạn nào vào từ thời điểm này thì các bạn cũng có được 10 15 20% rồi. Được chưa? To be support thử chẳng hạn, đây, to be support thử là từ thời điểm này đúng chưa? Đấy, MA20 này. MA20 đi ngang và bắt đầu hướng lên, đấy là thời điểm các bạn chú ý đến các mã đó nhá. Trong quá trình nó đi xuống như này, MA20 đi xuống và bắt đầu đi ngang, bắt đầu hướng lên thì các bạn mua vào đây thì các bạn rất là yên tâm rồi, đúng chưa? Đây là cái phương pháp mà dành cho bạn mới chơi nhá. Đấy. Rồi. Tiếp theo là các mã gì nữa? Mã P trừ đúng không ạ? P trừ Thorson đúng không ạ? Hoa Chin công nghiệp đây, mã Hoa Chin công nghiệp cũng tăng này đây. Mã Hoa Chin hoa Hoa Sin chân công. Hoa Sin chân công thì bắt đầu gom từ thời điểm này này đúng chưa ạ? Từ địa điểm bắt đầu đi ngang này, bắt đầu có xu hướng đi lên thì các bạn bắt đầu gom vào đây. Thì các bạn gom đúng không ạ? Đấy, các bạn ăn 60% rồi, đúng chưa? Đánh rất là đơn giản thôi. Chứng khoán các bạn học giỏi thông minh nhìn mấy khi đánh chứng khoán chưa chắc bạn đã có lãi. Thực sự như vậy. Chứng khoán là chúng ta phải tuân thủ phương pháp, đúng chưa? Tuân thủ kỹ thuật, đấy, tuân thủ phương pháp và chúng ta học các kỹ thuật cơ bản, đấy, để chúng ta xem các chỉ báo. Đấy, đây là đánh theo đánh theo gì ạ, chu xe nên các bạn không cần thiết là các bạn phải gì ạ? Học phân tích về cơ bản nhiều nhá, mình đánh theo chu xe đấy, chúng ta ăn sóng ngắn mà tuần 2 tuần không cần thiết phải học về cơ bản nhiều, chỉ nhìn quan trọng đến MA20 và bắt đầu nó hướng lên hay chưa đấy, và MA60 đấy, và các chỉ báo khối lượng ở phía dưới này là các bạn cũng có thể đoán được cái xu hướng của nó đi tăng lên hay không, đánh rất là an toàn, được chưa? Đầu tư chứng khoán là gì ạ? Là phải có phương pháp nhé. Đây là phương pháp chu xê của mình. Các bạn cứ tuân thủ phương pháp của mình, các bạn đánh theo mình nha. Là các bạn cũng có thể gọi là kiếm được lãi từ thị trường, đúng chưa? Nên nhà Hàn Quốc gì ạ? Hàn Quốc tan cha chẳng hạn đây, mình hô các bạn mua từ thời điểm bên này, đúng chưa? Này, từ thời điểm này này, đây, MA20 bắt đầu gì ạ? Đi ngang bắt đầu có xu hướng lên, mua từ thời điểm này thì làm sao? Các bạn giữ được đến bây giờ đúng không? Các bạn cũng thấy ạ, đây nó chạy MA20 đúng không ạ? Lên đúng chưa? Chạy MA20 đúng không? Này, chạy MA20. Này, chạy MA20 khả năng có một sóng nữa rồi đầu xuống mình điều chỉnh nha. Đấy. Đấy, các bạn có lãi thôi, đánh đơn giản giữ như vậy thôi, đúng chưa? Các bạn muốn kiếm tiền nhanh không được đâu các bạn nha.
Muốn kiếm tiền nhanh phải những người rất là giỏi về phân tích kỹ thuật đấy, các điểm mua điểm bán rồi các chỉ báo rồi tâm lý nhà đầu tư đấy, rồi phải có nguồn thông tin đấy, nguồn thông tin từ nhiều khi họ mua cả thông tin từ công ty nhá, các công ty chứng khoán đấy, các doanh nghiệp người ta mua hết, người ta có tay trong tay ngoài hết thì người ta mới có thể gì ạ, đánh được scalping một cách nhuyễn nhuyễn là chưa ạ, người ta mới kiếm được tiền từ thị trường. Còn các bạn mới chơi, các bạn tuân thủ nguyên tắc cho mình rồi, ví dụ các bạn mua từ thời điểm này đúng không, đây các bạn để ý cho mình một chút nhá, đây là cắt lỗ ở đâu, về phần sau phần cắt lỗ đúng ạ, giờ đây chính là cái đáy đúng không, đây chính là cái đáy của đáy gần nhất và đây là đáy thứ hai đúng không, nếu các bạn mua thời điểm này đúng không, đây cây nến này nó bắt đầu lên thì các bạn có thể vào thời điểm này này, nó cây nến lên xuống nó rõ ràng này. Các bạn mua vào đây thì các bạn luôn phải đặt cho mình gì ạ? Cái điểm cắt lỗ ở dưới, bởi vì chúng ta đánh dạng tan tha, đánh scalping, đánh swing đấy, thì các bạn phải đặt cái điểm cắt lỗ nhá. Bắt đầu từ cái chân sóng nó bắt đầu lên một cái thì các bạn phải đặt điểm cắt lỗ cho mình luôn ở đây, được chưa? Đấy, và lên một cái thì nó vẫn chưa chạm được cái này đúng không? Nó vẫn đang có sóng nó chạy 20 này, lại lên tiếp này, đấy. Khi nó bị sụt như này, các bạn xác định là các bạn đánh swing ấy thì các bạn giữ này, 2 tuần đến 1 tháng đấy, thì nó sẽ xong 1 tháng, các bạn công nhận không ạ? Từ tháng 6 này, từ tháng 6 bắt đầu vào này, tháng 6 vào vào sóng là đến tháng 7 vào sóng đấy, giữ 2 tuần đến 1 tháng hoặc 2 tháng là đánh swing được chưa? Đấy, các bạn phải đặt cho mình điểm cắt lỗ ở dưới này, đấy. Các bạn phải nhá, luôn phải đặt cho mình tiền còn thì mình mới chơi được, luôn phải nhớ như vậy được chưa? Đấy, rồi ok, thì bây giờ mình sang mã trong tuần sau nhé các bạn nhé. Các mã trong tuần sau đúng chưa ạ? Đây, các mã trong tuần sau, các bạn để ý các mã như sau. Đầu tiên là gì ạ? HANA IMS, HANA IMS nhá. HANA IMS này các bạn thấy không ạ? Đây. MA20 nằm ngang này, MA20 nằm ngang. Đây. MA Ichimoku nó chuẩn bị đột phá, nó đột phá qua đây nó chính thức tạo xu hướng này, được chưa? Đấy, chính thức tạo xu hướng nhá. Đây, còn đang chờ đột phá. Đây, các bạn có thể gom dần thời điểm này, đúng chưa? Và cái điểm cắt lỗ của các bạn ở đâu ạ? Đấy. Các bạn có thể xem cái video để kháng cự này, hỗ trợ và kháng cự của mình nha, các bạn vào VKstock đầu tư tự do được chưa, đây các bạn vào trang VKstock nhé, đầu tư tự do này, các bạn vào danh sách phát này này, các bạn vào để phần gì ạ? Học phân tích kỹ thuật cho mình, các bạn vào phần học phân tích kỹ thuật nhé, các bạn vào học phân tích kỹ thuật thì ở đây mình có rất nhiều các video, hầu như là các cái kỹ thuật cơ bản là để chúng ta chơi được chứng khoán hoặc chơi được coin Bitcoin các thứ đấy, là đều trong đây mình đã chỉ các bạn hết rồi, nên rất tiếc là rất là nhiều người không học đấy, cái cực kỳ đơn giản là đầu tư chứng khoán không cần các bạn thông minh được chưa, thì các bạn chỉ cần nhớ được cái điểm kháng cự và đường hỗ trợ rồi các cái điểm mua điểm bán rồi các chỉ số RSI MACD đấy, chứng khoán nó là một cái gì ạ, nó lặp đi lặp lại được chưa, các bạn cứ làm đi làm lại nhiều lần thì các bạn sẽ quen rồi, Ichimoku này, Bollinger Band này, đấy, các bạn phải có các cái chỉ báo cơ bản như này để các bạn dùng để các bạn phân tích kỹ thuật để các bạn chơi đánh ngắn hạn nhé. Đấy, từ việc đánh ngắn hạn xong thì các bạn mình nghĩ tới cái việc gì ạ, đầu tư dài hạn đấy, các bạn có cảm nhận về thị trường chứng khoán, sau đó các bạn mới cảm nhận được các cái mã tăng trưởng đều và sau đó các bạn mới đầu tư dài hạn được. Đầu tiên các bạn cứ học đi đã, học tuân thủ tất cả các cái chỉ báo đây mình dạy, mình chỉ này, envelope này, stocktick này, stock snow này, đây là các cái mã mà các bạn mà các cái chỉ báo mà các bạn cần thiết để học cơ bản nhất nhé. Nếu bạn nào mà cảm thấy mình chưa có các cái chỉ báo này thì các bạn vào đây học cho mình, được chưa? Rồi, này các bạn thấy chưa? Rồi, tiếp theo là gì ạ? Mà aminorhodopsin nhá. Đây. Này, đây, em các bạn thấy không ạ? MA20 nằm ngang, được chưa? MA20 nằm ngang, đúng chưa? Bắt đầu lên là tạo xu hướng, tuần sau mà nó đột phá bắt được cái mây này là đẹp này, đấy. Đấy. Bạn nào có hàng thì giữ nha. Đấy. Mã tiếp theo là gì ạ? Mã tiếp theo là mã Sina Sâm Du nhá. Mã Sina Sâm Du này thì các bạn cũng thấy không ạ? Đây. MA20 đang nằm ngang đúng không? Đấy, nó đang tích lũy để tạo cái xu hướng, đúng chưa? Và tuần sau mà MA20 hướng lên là nó sẽ lên, đúng chưa? Đấy, lên như này, đấy. Chúng ta vào từ thời điểm như này này, đấy. Và cắt lỗ ở đây, điểm cắt lỗ ở dưới luôn này này.
Các bạn luôn phải đặt cho mình cái điểm cắt lỗ là cái đáy gần nhất đây này. Đây là cái đáy của nó này. Đấy, nó xuống đến cái đáy này các bạn cắt nó thủng thì các bạn cắt thôi. Đấy, luôn phải như vậy. Đấy. Hoặc là các bạn đặt mục tiêu cho mình là mà mình cắt là mình lỗ 2% thì mình cắt mình... Đấy, hay là mình lỗ 5% thì mình cắt, đấy là tùy các bạn. Các bạn luôn phải nhớ gì ạ? Đáy thứ nhất này nó có thể cắt này, đáy thứ hai này. Đấy, đáy gần nhất luôn phải nhớ là đáy gần nhất, thùng đáy gần nhất là có thể thùng đáy thứ hai. Thùng đáy thứ hai nữa thì coi như là chúng ta cắt luôn, được chưa ạ? Rồi, đầu tiên là engine power, đúng chưa? Engine power. Engine power thì các bạn thấy này. Cái mã này thì nó đang tạo xu hướng này, được chưa? Tạo xu hướng thành công lên đúng không? Đấy, nhưng mà cái giá này không xuống ngay mà nó đi ngang này. Đi ngang đồng thời với khối lượng đấy cũng chưa có nhiều, được chưa? Này có thể nó sẽ đình sình đến đoạn khoảng này, được chưa? Nó xuống xuống khoảng này cho nó mới lên được trước tiếp nhá, được các bạn nhá, các bạn theo dõi con này, được chưa? Mã hoa chin chân công, hoa chin chân công xu hướng đẹp như này, điều chỉnh đi ngang sau đó có thể đi tiếp, được chưa? Hàn Quốc BNG đúng chưa? Hàn Quốc BNC, Hàn Quốc BNC thì sao? Đấy, đánh theo xu hướng là các bạn luôn phải đặt cho mình là MA20 nằm ngang này, hướng lên này, đấy, hướng lên cái nó gì ạ? Bay, được chưa? Đấy, cái thời điểm nó lình xình nó đi ngang này là cái thời điểm các bạn gom hàng nhá, đấy, nó chỉ cần có khối lượng là nó bay thôi, được chưa? Rồi, Murim SB, đúng chưa? Murim SB, đấy chưa? Murim SB cũng vậy, đúng chưa? Đấy, MA20 nằm ngang, tạo xu hướng này, nó cái kiểu mà nó các cái si can cho chân như này. Thời gian tương này nó bay lên rất là nhanh các bạn nhé, nó lại có một cây 30%. Đấy, thế các bạn bán ra thì các bạn lại đợi nó ca kích chốt chân xong các bạn lại mua vào đây. Đấy, mua vào đây lại đi tiếp được chưa? Rồi các bạn luôn phải điểm đặt cho mình cái điểm cắt lỗ, ví dụ như cái mã này chẳng hạn. Các bạn vào thời điểm này đúng không? Này. Này các bạn cắt lỗ đấy, đặt cho mình cái điểm cắt lỗ là cái đáy gần nhất đây này, đấy, được chưa? Ok, đây là mã gì ạ? Tông in sa đập, tông in sa đập ok nhá. Đó, tông in sa đập nhá. Cổ phiếu bao cung đúng không? Đấy. Ok, mã này là gì? EBS, ok lắm này. Tập phần US cũng đang trong xu hướng này, được chưa? Cũng đang trong xu hướng đẹp. Đang trong xu hướng này. Shinazam Su đúng không ạ? Rồi. Tông in Chekang cũng đang trong xu hướng nha. Đấy, Tông in Chi Càng cũng đang trong xu hướng, được chưa? Tông in Chi Càng này, Tông in Chân Càng cũng đang trong hướng. GS này cũng đánh theo chỉ báo CCI này, đánh chạm MA20 ngược lên này này. Các bạn để ý bên này. Politicate cái kiểu mà đi ngang này sẽ có một cây nến lên cao nó mới xuống được nhá. Cái kiểu mà lình xình đi ngang này. Đấy, cái kiểu mà các bạn để ý nhá, trong quá trình nó đi lên này này, được chưa? Bạn thấy không ạ? Nó đi ngang đúng không? MA20 các bạn đánh xu theo hướng này, MA20 đi ngang này. Sau đi lên này, được chưa? Một sóng lình xình như này. Sau đi ngang, nó đi ngang mà ở đây mà khối lượng không có này. Này. Nếu mà ở đây khối lượng có mà bán ra ấy thì nó sẽ điều chỉnh nhá. Còn nó không có như kiểu này ấy, thì nó sẽ có một cây nến cao nữa, sau đó nó bắt đầu mới xuống được, được chưa? Đấy. Mã này các bạn để ý. Sơ chân kỳ chân đang đi ngang này, nó tích lũy ngang này, đây là dựa si can cho chân này. Ok, các bạn để ý mã này nhá. Next gì à? Next bio này, next bio. Cái mã này nằm về bên chờ kia vậy, các bạn để ý mã này nhá. Đây. Đây khối lượng đấy ít này này, hôm nay có một cây lên cao này. Đây. Đây. TBH cần Nobel đúng chưa? Cái này cũng có thể điều chỉnh nhá. Con này cũng kiểu này cũng có thể điều chỉnh về gặp mây sau đó đi tiếp nha. Đấy. Du sân thi NS này đấy. Vượt mây rồi sẽ đi tiếp nhá. Hyun sư này cũng đang tạo gì ạ? Tạo xu hướng em ơi, em tạo xu hướng nhá. Vượt qua mây là sẽ bay rất là mạnh như này. Đấy, thời điểm này là thời điểm các bạn có thể gom hàng. Zone Scanuburn, đúng chưa? Zone Scanuburn là chuẩn bị vượt qua được gì ạ? Vượt qua được mây, lại tạo một cái xu hướng mới nhé, các bạn nhé. Đấy, thời điểm này là cái thời điểm các bạn có thể gom được hàng này, được chưa? Cắt ở dưới, nó phải đặt cho điểm mình điểm mua và điểm cắt, được chưa? Hanin Electric này, cũng đang
xi can chua chân này, khối lượng ít này. Đó, chuẩn bị đầy các mã đấy. Có thể cập từng chu nhá. Hàn Quốc chân bô không, Hàn Quốc chân bô không hắc này, đây cũng gì ạ? Các kiếp chua chân này, đi ngang kiểu này là các kiếp chua chân. Đấy, bay khối lượng đây không có. Này, đây có hai cây xuống. Nhưng có cây lên chạy ngang đấy. MQD cũng đang trong xu hướng tăng nhá. Này, đang điều chỉnh một chút rồi đi tiếp. Tiffany X lại cũng về về lại đâu ạ? Về MA20 đúng không? À, này, đi ngang này, tạo xu hướng đi lên này. Rồi, chạy MA20 và đi tiếp này. Này. Đây là những mã, đây là trên này còn hai mã nữa. Này cũng tạo xu hướng chạy MA20 đi tiếp là xu hướng nhá. Đấy. Đây là mấy cái mã mà các bạn có thể lưu ý được nhé. Các bạn có thể lưu ý các bạn là trong tuần sau các bạn cũng có thể để ý và các bạn làm gì ạ? Đánh tan tha hoặc đánh swing nhé. Đấy. Đánh tan tha đánh swing được đúng chưa? Đấy. Mấy mã này thì chú ý mua ở đâu? Mua điệp SB này, mua điệp FB này, đây là gì ạ? Shikan cho chân. Đấy. Có gì ạ? Hana Hana nhá, mã đẩy mã này nhá. Aminorochic này, Aminorochic đây món này vừa được mệnh rất là đẹp đấy. Rồi, đấy. Rồi, thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc nhá. Để các bạn nào có câu hỏi gì thì các bạn có thể comment phía dưới nhá, hoặc là nhắn vào trong group của mình. Dạ. Đấy. Group của mình là các bạn mới chơi thôi nhé, các bạn nhé. Một số bạn có nhiều kinh nghiệm thì đa phần trong group thì chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn mới chơi, mới đến tập đầu tư chứng khoán thì các bạn đầu tư từ 1 năm trở lên ấy, thì các bạn thường thường cũng các cái kiến thức cơ bản là các bạn đều có hết rồi, đúng chưa? Đấy. Nhưng mà tại thị trường Hàn Quốc ấy, thì đa phần là các bạn mới chơi thì để đánh theo thông tin, ai bảo gì mua đấy, đúng chưa? Đấy, các bạn cũng chưa có kiến thức cơ bản. Trong nhóm của mình thì đa phần là từ 1 tháng đến 1 năm là các bạn mới chơi. Nếu các bạn có nhiều kinh nghiệm rồi thì các bạn cũng không cần phải vào nhóm của mình đâu. Các bạn vào nhóm to của Hội Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc ấy. Đấy, còn nhóm mình thì hỗ trợ giúp đỡ mấy bạn mới chơi đấy nhé. Để bạn biết cái phương pháp đầu tư, được chưa? Đấy, thì các bạn cảm thấy video của mình hữu ích với các bạn thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình nha. Like, comment hoặc chia sẻ cho bạn bè, cho nhiều người mới chơi chứng khoán biết cái kênh của mình để giúp cộng đồng đầu tư chứng khoán tại Việt Nam cho các bạn mới chơi đỡ bị mất tiền, được chưa? Bởi vì trong nhóm của mình có một số người mới chơi hay nhóm to vậy ạ. Đến khoảng 80% là mất tiền nhé, mình khẳng định như vậy. Đến khoảng 800 đến khoảng 80% các bạn mới đầu tư để mất tiền, được chưa? Đấy. Thì các bạn cứ học cái phương pháp này của mình và theo dõi kênh của mình sẽ chia sẻ các cái mã mà các bạn có thể vào nha. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và tháng 7 đầu tư thành công.